Vân à, tôi năn nỉ cô đó, tuần nào cô cũng gây khó dễ cho tôi hết. Cô Vân à, làm ơn cho tôi một số điện thoại tôi có thể liên lạc được. Tôi chỉ muốn gặp con tôi mà thôi. Đừng có lấy lý do bận rộn nữa, cũng đừng lấy lý do ghen tuông nữa. Liên tục đến đây là đã 3-4 tháng trời rồi. Làm ơn đi. Cô đã chịu đựng được 3-4 tháng rồi, tại sao cô không chịu đựng tiếp? Cô nói cái gì vậy? Tình nghĩa mẹ con cô đang muốn chia cắt đúng không? Cô chỉ muốn nhìn thấy con gái cô thôi đúng không? Thì tất cả mọi hành động tôi đều up lên trên Facebook nè, cô vào cô coi là được rồi. Nào, nào là hình ảnh con gái và chồng tôi ngồi chung với nhau, con ở giữa hôn má tôi này. Nào là hình ảnh chúng tôi cùng làm cây Noel này. Nào là bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp, tại sao cô coi như vậy là cô đã đủ nhớ rồi. Cô là một người mẹ mà, cô luôn hiểu cái cảm giác muốn gần con như thế nào. Ngay cả lúc đi quay đi diễn cô cũng nhớ con mà. Tại sao cô không cho tôi gặp con theo đúng quy định của tòa? Hay ghê. Biết nói về quy định của tòa, biết là tôi cũng bận rộn đi quay đi diễn. Tòa yêu cầu là gặp vào ngày thứ bảy, mà cô biết mà, cái lịch của tôi, trời ơi, làm cả một tuần trời. Và cuối tuần tôi phải đào tạo hệ thống của tôi. Ủa cô ơi, tôi còn phải sống và kiếm tiền, tôi đâu có rảnh đâu để mỗi khi cô gọi là tôi sẽ cầm máy lên và cô nghe vậy hả? Vậy thì cho tôi một số điện thoại, hay là tôi gọi anh Huy nha. Cô bị điên à? Đấy là chồng của tôi, hợp pháp về mặt pháp lý. Giờ này không nhớ phải nha. Là lúc để ghen. Tôi cũng không có mục đích. Tôi phải... không thèm ghen với cô. Thôi đi. Cô bây là giờ... cái loại đàn bà đã bị bỏ. Nhưng đấy là chồng của tôi và cô không có quên được gọi giờ... tôi cấm. Anh Huy à, sao anh bình thản quá vậy? Anh giải quyết vấn đề này cho tôi đi. Chào em. Anh. Sao vợ? Xin lỗi em hơi lớn tiếng, em bị ức chế. Bởi vì cô ấy dữ quá. Cô ấy quá dữ. Không, và cô ấy thực sự làm cho em bị sốc. Em sợ. Ok, anh hiểu vợ anh mà. Cảm ơn anh cũng thấy được kha khá chuyện rồi. Anh mời em ngồi đây. Anh mời em. Em được ngồi ở giữa hả? Em ngồi giữa đi. Cảm ơn anh. Luôn là một người chồng tâm lý. Anh xin chào người tình cũ của anh. Người tình cũ gì? Người vợ, dạ người vợ người cũ. Người vợ cũ của anh. Anh xin lỗi vì mấy tháng qua đã không cho em được gặp con. Đó là lỗi của anh. Nhưng mà cái đó cũng đâu thể nào mà trách được. Tại vì trong mấy tháng hè này thì anh cũng muốn dẫn con đi chơi. Cho nên là cũng không thể nào mà đúng cái lịch để mà cho em gặp con được. Nhưng mà anh cũng xin lỗi điều đó. Nhưng mà cái thứ hai, anh xin lỗi vợ. Dạ, dạ, chồng cứ nói đi, anh đang nói đúng. Anh xin lỗi vợ. Dạ. Cái mà vợ vừa nói về những cái mà không thể cho gặp con chỉ nhìn trên hình không đúng vợ. Vì cái này là pháp lý của tòa, mình làm được mà mình chấp nhận cái điều đó. Anh biết một điều là vợ chồng mình giờ đến với nhau, em cũng đã biết anh có một người vợ và có con. Anh cứ nói tiếp. Mà rõ ràng em đã chấp nhận điều đó, và đến thời điểm bây giờ tại sao em lại làm khó vợ cũ của anh? Đúng rồi đó, anh nói đúng vấn đề. Tôi mừng anh, đó. Anh ơi, anh có nhớ là tụi mình đã có giao ước với nhau là cô ấy sẽ không bao giờ được gọi trực tiếp cho anh. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ được nhắn tin cho anh. Và bởi vì em yêu anh quá nhiều nên em không thể chấp nhận được điều đó. Và anh đã thề với em là sẽ không có chuyện đó. Bây giờ anh biết là cô ấy đang kiếm chuyện á, để cô ấy không gọi cho em mà cô ấy được gọi cho anh để gặp con. Cô ấy đang làm mọi cách để được gọi trực tiếp cho anh hiểu không? Và em không chấp nhận điều này. Vợ ơi, với em là một người chăm sóc nuôi lớn con, bây giờ gặp con là phải thông qua em. Thông bây qua giờ em. Anh bây giờ anh giải quyết giùm em đi, anh giải quyết cái vấn đề chính của mình nhá. Vợ. Là cô ấy sẽ gọi trực tiếp anh hay là cô ấy buộc phải gọi trực tiếp qua em, hoặc là một giải pháp nào đó mà anh cảm thấy hợp lý nhất.
vợ. Nhưng này, em không đồng ý gọi trực tiếp qua anh, bởi vì em không thể nào chấp nhận được là cô ấy gọi cái gì, cô nhắn tin cái gì em không biết được. Trời ơi, em ghen tới cái mức độ mà em chỉ cần nghĩ tới đó thôi là em có thể nổi điên lên rồi, bởi vì em yêu anh quá nhiều. Anh hiểu điều đó không? Anh hiểu vợ rồi. Thôi anh giải quyết đi. Nhưng mà anh xin lỗi, anh hỏi vợ này. Khi Miko gọi cho vợ, vợ có nghe máy không? Không. Có. Không. Có. Có, tại sao mấy tháng nay tôi không được gặp? Bởi vì có những lúc thì tôi bận. Anh biết là công việc của em rất là bận rộn đúng không? Anh. Có những lúc chồng tôi gọi tôi còn không nghe máy được cơ mà. Nhưng mà anh hỏi em có gọi lại không? Có gọi lại mà lúc thì bà ấy bận, lúc thì bà ấy không nghe máy, lúc bà khóa máy. Đừng có nói dối nữa, lúc nào cũng là cô bận và cô không cho tôi gặp con. Xin lỗi Miko, anh đang nói chuyện với vợ anh một chút. Anh giải quyết đi. Tại vì anh phải giải quyết vấn đề với vợ anh thì nó mới được giải quyết được cái vấn đề của em được. Anh ơi, thôi bây giờ đừng có nghe cô nói về cái chuyện quá khứ nữa. Bây giờ mình giải quyết từ cái chuyện hiện tại này cho tới tương lai đi. Đúng rồi. Thì theo ý của vợ thì vẫn sẽ là gặp con, gọi điện thoại như thế nào thì sẽ gọi trực tiếp về vợ. Anh không liên quan, không có nghe điện thoại gì. Nhưng mà cái điều mà anh yêu cầu vợ là vợ phải bắt máy, vì đó là bổn phận. Và cô ta có quyền để mà gọi và em phải bắt máy để họ biết con của họ đang làm gì. Nhưng mà nhiều lúc em vừa quay phim nè, em vừa học hành nè, rồi em vừa đào tạo hệ thống nè. Trời, em không thể nào vừa quay phim em nói xin lỗi đạo diễn Hương nha, cúp máy đi, tôi nghe điện thoại. Hay là em đang đào tạo hệ thống, ôi xin lỗi hệ thống nha, xin lỗi các bạn nha, tôi nghe điện thoại. Anh ơi là anh. Vợ ơi, có những lúc đó đó, anh đang ở nhà trông con hay anh cũng đi cũng để cho người nhà giúp việc. Em cũng có thể cho số điện thoại người giúp việc hay là bất cứ cái gì đó, hoặc là trợ lý của em. Em đi quay không lẽ có một... Không, vợ. Anh ơi, người giúp việc bây giờ còn cơ cấu cả gia đình dòng họ vào để cướp của nhà chủ, không có tin được họ anh. Trời ơi, bây giờ người giúp việc mà chỉ cần cho 10 triệu, 20 triệu thôi là họ bán thông tin. Thậm chí là cô ấy có thể mua chuộc người giúp việc. Rồi lúc đó cô ấy gặp con bé nhiều hơn, cô ấy tiêm nhiễm những cái điều tồi tệ vào con bé. Em vợ, em không chấp nhận cái giải pháp giúp việc. Bỏ giải pháp giúp việc. Vợ đang bị bi quan quá. Không, vợ. Anh ơi, báo đăng đầy. Vợ đang bị bi quan quá. Ví dụ như bây giờ, ông bà nội cũng có thể trông con, rồi này kia nọ. Trời ơi, ông bà nội ở ngoài Hà Nội cơ mà, trông con kiểu gì? Thì bây giờ anh hỏi vợ. Ông bà nội ở xa, cái hướng nó không giải quyết được. Ví dụ bây giờ anh hỏi vợ nè, có những lúc em bận quá, em không thể cầm phone lên được. Nhưng mà đến khi em có thể cầm phone lên được, em vẫn có lúc gọi anh mà. Lần nào, ngày nào chúng ta không gọi nhau. Vì điều mà em hay luôn ghen, em phải kêu anh đi đâu, bất cứ chỗ nào anh đều phải báo cáo về cho em hết. Vậy tại sao những lúc em cầm đó em không thể nào? Một tin nhắn thôi. Anh ngồi đi. Bây giờ mọi thứ phải thông qua em đấy. Anh biết được không? Được. Còn nếu như không thông qua em thì không thông qua bất kỳ một người nào khác. Đúng rồi. Anh đồng ý không? Anh đồng ý. Vậy anh nói chuyện với cô ta đi. Ok. Anh xin lỗi Miko. Vợ anh thì một người rất là yêu anh, cho nên là giữ anh hơi kỹ một xíu. Nên những cái mà vấn đề mà nhắn tin như vậy hay là gọi điện thoại thì vợ anh toàn quyền quyết định. Nhưng mà cái chuyện này á, về cái chuyện gặp con thì anh sẽ trực tiếp để mà đảm bảo với em một tuần thứ bảy chủ nhật em sẽ được gặp con. Bằng cách nào? Anh có tài xế, cứ đúng tối thứ sáu anh cho tài xế chở về nhà em, chở con về nhà em. Đơn giản, em không cần phải gọi qua vợ anh để chi hai người cãi nhau. Cũng không cần phải nói năng này nọ kia nọ. Nhưng mà anh xin lỗi trước một điều, giống như 3 tháng nay thì có thể em có thể thấy Facebook của vợ anh là anh đang dẫn con đi chơi du lịch. Thì anh mong rằng cái thời gian đó thì em hiểu là anh không thể nào chở con qua cho em gặp. Từ giờ trở đi
tới đúng ngày mà con gặp tôi thì anh sẽ chở bé qua nhà tôi. Không, tài xế. Tài xế. Cô đừng có ảo tưởng. Tài xế chở, không phải anh chở. Và tôi đề nghị là không bao giờ mà con đi đâu mà tôi không được biết như là mấy tháng vừa qua. Trời, trời ơi, đăng đầy trên Facebook lên chứ mà coi. Tại sao? Không lẽ mỗi lần con đi đâu là phải điện thoại báo cô hả? Không liên lạc được với cô, còn bây giờ anh muốn... Thì cuối tuần thứ 6 đó, tài xế đưa con qua bên đó mà nói chuyện. Vợ à, điên thiệt, có voi đòi tiên. Không, đừng bao giờ lớn tiếng, mình là nhà... Anh yêu em vì cái sự nho nhã của em mà. Dạ, em nho nhã. Em nên vậy. Em không nên lớn tiếng. Với lại mình ở đây đang ngồi công cộng mà. Vì em yêu anh quá, em yêu con quá, okay. Em yêu gia đình này quá, em không chịu nổi người thì đàn bà này. Thì đó cũng là con mà. Nhưng mà anh xin lỗi Miko, nhưng mà cái vấn đề này anh sẽ giải quyết. Anh đã giải quyết là thứ bảy chủ nhật sẽ cho con qua ở với em. Chắc chắn sẽ không chắc có chắn. Những tình trạng như là các tháng vừa qua. Chắc chắn. Và các tháng nếu như anh dẫn con đi du lịch, anh sẽ thông báo cho em với một người nào đó khác, chứ không phải là anh. Anh không thông báo trực tiếp nha. Anh không thông báo trực tiếp. Anh cho tài xế thông báo. Thì dĩ nhiên bảo vệ cũng được. Thì vì đẳng cấp cô ấy chỉ có đủ tầm để nói chuyện với tài xế em bảo à, vệ thôi. Em à, mình không nên so sánh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.